Này cái buồn ba que hải ngoại, xin Dạ. chào anh Nguyễn nha. Ok. Nguyễn lúc nãy ở bên diễn đàn New Ly có thắc mắc rất nhiều về cái việc của Trịnh Xuân Thanh. Thế bây giờ tôi trả lời cho AQ lần cuối này nhá. Thứ nhất, Anh Hoàng, Hoàng Thế Linh, tức là AQ ơi hỏi về về Trịnh Xuân Thanh thì cái câu hỏi như thế nào để cho em ở đây em suy nghĩ. AQ là hỏi là cái việc mà bị bắt của Trịnh Xuân Thanh Vâng. như thế là vi phạm về cái nhân quyền của nước Đức ấy, của À, luật vâng. Đức. Dạ. Đấy. Thế thì Trịnh Xuân Tha AQ có giải thích cái việc, tức là theo luật pháp của Đức thì người đã xin tị nạn ở bên đó Vâng. thì phải xem cái người đó tội trạng như thế nào thì anh mới được như thế là quyền bắt. Thế Vâng. còn và phải được sự đồng ý của Đức. Đấy, ý là của AQ là như vậy. Vâng. Giải thích với AQ lần cuối như thế này để AQ tôi đừng có từ Đúng đây rồi. đi. Đừng hỏi Sinh Xuân Thanh Bởi nữa. vì Trịnh Xuân Thanh đã bị kết án và đã bị đi tù rồi. Mọi Tù chung việc thân. Vâng, đã an an bài bài. rồi nhá. Thế còn AQ muốn nhắc lại, tôi nhắc lại cho AQ như thế này này. Thứ nhất là trong thời gian AQ trong thời gian Trịnh Xuân Thanh còn ở bên Đức nhá, còn ở bên Đức và xin cấp tị nạn ở bên Đức, nhưng Đức mới xem xét chưa duyệt, Chưa nhập quốc tịch. chưa nhập quốc tịch, nghĩa là Trịnh Xuân Thanh vẫn là người Việt Nam nhá, chưa có quốc tịch của Đức. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, sau khi Trịnh Xuân Thanh bị ép là bị em bị chính cái bọn chống cộng cực đoan ở bên Đức ấy, là chúng nó ép, nhưng vì gia đình nhà Trịnh Xuân Thanh là cộng sản nòi cho nên Trịnh Xuân Thanh không chấp nhận. Do vậy mà Trịnh Xuân Thanh thà về đầu thú còn hơn là làm tay sai cho cái bọn chống cộng cực đoan ở bên Đức. Do vậy mà Trịnh Xuân Thanh đã xin về đầu thú. Tất cả sự việc là chính phủ Anh Việt Nam, nói em xin 1 phút. Chính phủ Việt Nam đã có công hàm gửi chính phủ Đức, cho nên trong thời gian Trịnh Xuân Thanh bị bắt thì quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Đức vẫn tồn tại và phát triển tốt đẹp. Phía Đức vẫn cung cấp ODA cho Việt Nam bình thường, chứ không phải là như ý của các nhà chống cộng cực đoan ở bên Đức và bên Mỹ xuyên tạc đâu nhé. Đấy là cái việc thứ hai. Việc thứ ba, nói với lại AQ này, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú hay là bị bắt, bị như thế là bên phía Việt Nam ép phải về nước cũng là một điều rất bình thường, bởi vì trên thế giới này tất cả các nước kể cả tư bản chủ nghĩa họ không bao giờ dung túng cho những kẻ nào tham ô ăn cắp. Tôi nói cho các vị biết như vậy. Do vậy mà các cái tội khác có thể họ có thể là còn xem xét, nhưng riêng tham ô và ăn cắp là như thế là tất cả các nước trên thế giới này đều tẩy chay hết, không phải là ai. Mà nếu đúng như vậy thì Đức sẽ xử còn nặng hơn ở Việt Nam nhiều. Tôi nói với lại AQ biết là như vậy. Do vậy mà AQ không cần phải thắc mắc về cái việc Trịnh Xuân Thanh nữa, bởi vì Trịnh Xuân Thanh đã được nhà nước Việt Nam xử và đã Tù đi chung tù rồi, thân tù chung thân về rồi. cái, vâng về cái hai tội, tức là thiếu cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô đấy, thì là vâng hai bản án cộng vào là chung thân, Thiếu thiếu à, cố ý làm trái gây hậu cố quả nghiêm ý làm trọng. trái gây hậu quả nghiêm trọng. Còn bất kể một một đất nước nào trên thế giới này, khi người ta bị chưa bị kết án thì người ta vẫn là người công dân, kể cả công dân Đức hoặc là công dân Mỹ, người ta chưa bị tòa án kết án thì người ta vẫn là người công dân. Ở Việt Nam cũng vậy, cho nên là Việt Nam mời Trịnh Xuân Thanh và nó và đã thông tư tưởng cho Trịnh Xuân Thanh để
Trịnh Xuân Thanh hiểu được cái được và cái mất của Trịnh Xuân Thanh thì Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài như thế nào. Nếu Trịnh Xuân Thanh mà cố ý mà sống chui sống lủi cả một cuộc đời giống như Bùi Tín thì cái hậu quả đến khi chết rồi người ta vẫn còn móc lên. Các vị hiểu không? Do vậy mà Trịnh Xuân Thanh đã đi nước cờ đúng và Trịnh Xuân Thanh về chịu chấp án còn hơn là ở nước ngoài để làm tay sai cho bọn chống cộng thực cực đoan. Do vậy mà đây là một cái điểm mà mình phải ủng hộ Trịnh Xuân Thanh. Đấy. Còn việc Trịnh Xuân Thanh có tội thì nhà nước xử và phải chịu tội. Có thế thôi. Cho nên từ nay là đi. A Quy thôi không nói đến Trịnh Xuân Thanh nữa nhá. Mà đừng nghe theo những kẻ nào suối bẩy để mà hiểu sai cái ý nghĩa nghĩa đi. A Quy còn có nhiều điều muốn hỏi. Nếu muốn hỏi thì lên diễn đàn Anh Bằng này. Comment lên tôi trả lời cho bất kể một vấn đề gì. Đúng A Quy biết. Nha. Vậy còn cái việc thứ hai là cái bọn chống cộng cực đoan. Rồi ok. Tôi muốn nói với các bạn thế này. Không một cái đất nước nào, một cái chính phủ nào lại muốn nhân dân mình khổ ải, lại muốn nhân dân mình nằm than. Không một chính phủ nào mà lại mục tiêu của chính phủ để làm cho nhân dân ngày càng như thế này là nghèo đói và gian khổ. Có đúng không? Vậy thì mục đích của đảng nào cũng thế thôi, là phải chăm lo cho đất nước giàu mạnh và nhân dân có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là mục tiêu chung của tất cả các đảng phái ở trên thế giới này, nếu là người lãnh đạo đất nước nào. Còn đường đi nước bước của các nước là có khác nhau. Đó là điều đương nhiên. Do vậy mà không thể lấy cái điều kiện của luật pháp nước Mỹ để áp dụng vào Việt Nam được. Đấy. Bởi vì tất cả các nước trên thế giới này đều là những nước có chủ quyền. Vâng, anh và được thế giới công nhận. Anh Hoàng chắc khi chờ thì xong anh Linh em mời mình lên. Do vậy, tôi nói với các người rằng các người đừng đi hù dọa, các người đừng lừa bịp nhân dân ở trong nước. Các người không yêu chỉ yêu bản thân mình, các người không làm nên một bất kể một cái trò trống gì. Các người đòi lật đổ Đảng Cộng sản, lật làm sao được? Cái loại các người chỉ đi lừa được mấy cái người, người ta chưa có nhiều cái thông tin, người ta chưa hiểu, cho nên là các người lừa được người ta thôi. Đấy chỉ là một cái rũ người rất nhỏ thôi, chứ các người lừa làm sao được 90 triệu dân ở Việt Nam này. Tôi đố các người, nếu các người mùng 4 tháng 9 này các người lật đổ được Đảng Cộng sản, tôi hứa danh dự tôi theo các người. Nói này, nói Minh Huỳnh này, quan hệ Việt Nam và Đức, kể từ ví dụ từ cái vụ Trịnh Xuân Thanh nó không ảnh hưởng gì đến, đúng không? Những quan hệ, vâng, quan hệ ngoại giao với hai nước và chính phủ Việt Nam đúng. Vẫn là quan hệ song phương và chuẩn, là có một cái bước tiến rất mới là quan hệ toàn diện. Xin nói, và Đức là những nước, là một trong những nước cung cấp ODA lớn, đứng thứ ba cho Việt Nam, không sau Nhật Bản. Nha. Tôi nói cho các người biết như thế. Các người đừng có đi hù dọa, các người đừng đi đánh lừa nhân dân. Nha. Không phải là ai không phải là ai cũng ngu như các người. Thôi A Quy ơi, A Quy để cho Phụng lên để cho A Quy ngồi đây nghe cho nó vui. Cứ để A Quy lên. Không, để cho vui. Nấp làm cái gì? Cứ để A Quy nó lên đây. Dù sao đấy. Dù sao đấy, A Quy tuy là người có chính kiến, bởi vì A Quy quá nghe cái luận điệu một chiều, do vậy mà A Quy chưa xác định được cái định của mình. Do vậy mà để cho A Quy ở diễn đàn này. Ở diễn đàn này, đúng rồi, mình không điều nói chung là các bạn rất thông cảm này. Ví dụ cái nguyên tắc cái diễn đàn của tôi, ví dụ ai chửi Bác Hồ là lốc, ít nhất phải lốc 3-4 ngày. Nhưng mà ví dụ ai mà kiểu quấy rối diễn đàn quá thì thôi tôi lốc đúng trong chương trình này. Hôm sau tôi thả ra. Vâng. Ví dụ như là thằng gì mà Vũ Sư Hùng Nân. Đấy.
Thằng đấy là một cái thằng gọi là chống cộng, gọi là không Thằng rồi. không còn cây thuốc gì để chữa cho nó. Nó đang ở trên này và nó lập ra một cái diễn đàn cái gì đấy, con đường Việt hay sao đấy, và đang như thế là vừa rồi nó còn Bây giờ này các bạn ạ, bây giờ các bạn phải để cho Vũ Sư Hùng Lân ở đây để học tập cái diễn đàn của mình, về mở diễn đàn Hùng Lân, cái máy móc các thứ đẹp lắm, phòng trang bị rất là đẹp, nhưng mà khi mà lên diễn đàn chỉ có 1 đến 2 người coi thôi. Đấy, Thành Ngư. Vâng, bây giờ phải nói với Hùng Lân thế này này, Hùng Lân là một kẻ chống cộng cực đoan, đúng rồi, là không còn thuốc để chữa. Dạ. Bởi vì anh ta cái quan điểm của anh ta là phải bắt người ta phải nghe anh ấy. Thế mà phải đi nghe toàn những cái sự giả dối và như thế là không có sự thật thì ai người ta nghe. Do vậy mà cái việc của Vũ Sư Hùng Lân thì chúng ta không cần nhắc đến nữa, cứ để nó ngồi ở đây, chú đừng có lóc đó, để nó biết được thế nào là đúng rồi. Nhân dân Việt Nam nhé. Còn đất nước này sẽ có rất nhiều người như chúng tôi, chứ không phải là chỉ có một vài người như chúng tôi lên trên mạng đây đâu, bởi vì người ta còn bận công tác, người ta còn phải bận phát triển kinh tế, người ta không có cái thời gian để người ta lên. Nhưng đa số tất cả 90 triệu dân người Việt Nam này ủng hộ cho Đảng Cộng sản. Tôi đố các ông là được ấy. Các ông, cái cách của các ông là thế thì chỉ có gọi là cho cái trò trẻ con mẫu giáo, nó gọi là chơi bị mắt bắt dê cho cái trẻ con mẫu giáo thôi, chứ còn các ông không làm được cái trò chống gì không đâu. Nói chung là A Quy vẫn về Việt Nam mà, chứ đâu phải bắt được A Quy là A Quy chưa vâng, chưa phạm tội, mình cứ nói thẳng nhé, chưa phạm tội, A Quy vẫn về Việt Nam mà. Cứ về Việt Nam đi. Vâng. À, để như thế này hiểu ở Việt Nam hơn một phần nào để hiểu được. Thế còn nếu nha, những người mà gọi là cá không ăn muối cá ươn ấy thì không ấy được nữa thì thôi cho làm mắm thì có thế thôi. Dạ. Đã gọi là không chịu nữa thì cho làm mắm có thế thôi, chứ không còn thời gian đâu mà giải thích với chúng nó làm gì. Cái bọn cờ vàng cờ sỏ lá này nó mệt lắm. Cho nên là ta chủ yếu là tuyên truyền đối với lại những cái đối tượng là dân và những cái người ta chưa hiểu biết, để tuyên truyền về cái đường lối chính sách của Đảng và luận điệu, để cho họ thấy rõ được cái luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng nước ngoài, để họ biết được âm mưu và phương tâm có muốn kéo lùi đất nước Việt Nam này, muốn cho nhân dân lại nầm than một lần nữa, muốn cho cái đất nước này lại xáo trộn một lần nữa, rồi nồi cái lâm vào cảnh nồi ra xáo thịt giống như Syria, giống như là Ukraine, giống như Iraq, giống như Lam Tư đấy. Yeah. Mọi người nên nhớ rằng những thằng dân chủ quậy nó chỉ có ngồi để nó cào bàn phím để nó lấy được tiền của người ta, đó là cái sự nghiệp sống của chúng nó. Nếu chúng nó không có ngồi cào là không có ai cho tiền chúng nó thì chúng nó chết đói nhân dân ở ngoài đường ăn xin, không người ta cũng không cho. Do vậy mà nó không còn con đường nào khác thì nó phải làm như thế. Do vậy mà mọi người lên là phải tỉnh táo cái đầu óc, đừng nghe theo bọn chống cộng cực đoan mà rồi cuối cùng vi phạm đến luật pháp của đất nước Việt Nam. Mà các bạn vừa biết thành phố Hồ Chí Minh vừa xử xong một loạt 12 tên theo cái bộ cỏ Đào Minh Quân đấy, để chống lại tổ quốc chúng ta, và đã bị như thế là bị xử đấy, và lên nói lời cuối cùng là các bạn có biết không, những người nói lời sau ăn hối lỗi và đều ăn năn hối lỗi cả và đều coi như xin tòa khoan hồng hết. Phật pháp Việt Nam, nhà nước Việt Nam là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, giảm bớt án để còn có thời gian để về phụng dưỡng cha mẹ và gia đình. Thấy khổ chưa? Do vậy mà mọi người đừng nghe theo bọn ba que sỏ lá mà rồi vi phạm về mặt pháp luật. Đó là một cái điều mà cực kỳ nguy hiểm.
nhất là những bọn bọn dân chủ quậy ở trong nước, chúng làm là bố người ta, chúng là chúng này quậy này gì. Anh Hoàng hiện nay có anh Hoàng Thiên Linh, hiện nay có anh Hoàng Saki cũng là một cái anh gọi là trong nhóm anh mới lên diễn đàn, thì anh muốn xin lên. Vâng, dạ vâng, thì anh thông cảm, nhường cho anh một chút xíu. Dạ, có một buổi tối thật vui nhá. Vâng, xin cảm ơn anh. Chào A Quy nhá. Vâng.